Tiếp tục là mình sẽ vào đền sói Bắc Phong. Vào đây khiêu chiến nha, làm nhiệm vụ Khiêu chiến cá nhân. Bản thân nó cũng là một loại xúc tác, là một trong những phương tiện chuyển đổi vật chất. Cũng chính bởi vì lý do này, rất nhiều việc phải dùng mua ra mới có thể hoàn thành. Hết vô rồi, là tư gia nữa, là tư gia, các thành viên nữa là tư gia, với thầy, hãy để tôi thể hiện chiến pháp. Cuối của đền thờ vậy lý do gì đó?
nhóm của kỵ sĩ cũng trang bị đủ. Sự anh dũng giải cứu Monditas của các hạ trong tương lai sẽ được truyền khắp phố tự do này. Sau này nếu có rảnh rỗi, hãy đến tổng bộ đội kỵ sĩ nói chuyện nhé. Hoặc là tôi cũng biết một quán rượu khá ngon. Cũng gọi là thu hoạch phải không? Thành công lại di tích. Vậy chúng tôi đi trước đây. Tôi thì nghĩ với trí thông minh của Huy chết làm sao nghĩ tới được việc mai phục tấn công. Nói ra các ngươi đứng đằng sau nãy giờ. Không sao, nếu anh bị kéo qua chuyện này với sự việc lại thú vị rồi. Vậy là đã xong nhiệm vụ đến ra nhấn vào trống để tiếp tục. Và mình lại có thêm một nhân vật mới nữa các bạn. Xem nhiệm vụ đền số tác phẩm nha. Mình đã nhận được nhân vật kỳ ra nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình để ra tiếp tục làm nhiệm vụ mới nha các bạn.